Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi năm 2021, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nữ mạng sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tức tuổi con rắn thường gọi là phúc khí chi xà, tức rắn có phúc, mệnh đại lâm mộc, nghĩa là gỗ rừng lớn, sao chiếu mệnh gặp sao la hầu, vận hạn hạn diêm vương, vận niên xả hãm tình, thái tuế năm 2021 không phạm hạn thái tuế, tam tai năm 2021 phạm hạn tam tai năm thứ ba, tuổi kim lâu năm 2021 phạm kim lâu tử. Hạn Hoang Ốc năm 2021 Phạm Lục Hoang Ốc Thứ hai Sao chiếu mệnh tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 nữ mạng trong năm 2021 Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 nữ mạng trong năm 2021 gặp sao la hầu chiếu mệnh Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong chín cửu rượu của niên hạn là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác hỏa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc đa sầu đa cảm bệnh tật khẩu thiệt thị phi nghĩa là sao này chủ mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch, bài bạc, bê tha bia rượu gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã sinh ra buồn bực muộn phiền sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng gặp sao la hầu chiếu mệnh nên tránh đầu tư làm ăn lớn cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính đề phòng đau ốm tranh chấp cãi cọ kiện cáo hoặc mang tiếng xấu bị hiểu lầm nghi ngờ khó giải trình để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba, vận hạn tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2021 Quý bạn tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, nữ mạng trong năm 2021 gặp hạn Diêm Vương. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn, thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong, theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người phụ nữ, đặc biệt là những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng theo ghi chép khác thì về hạn diêm vương hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi, duyên với cổ cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy hạn Diêm Vương tốt hay xấu tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Đối với những người khác thì gặp hạn này may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. Thứ tư, hạn thái tuế. Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn thái tuế, đó là tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. Thứ năm, hạn tam tai. Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi người. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người cứ như vậy, sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tị dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tí sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tị ngọ mùi Bản mệnh tuổi kỷ tỵ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, giáp tý, ất sửu, ất hợi, bính tý, đinh sửu, đinh hợi, mậu tý, kỷ sửu, kỷ hợi, canh tý, tân sửu, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, quý hợi. Như vậy trong năm 2021, tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 nữ mạng phạm hạn tam tai năm thứ ba. Thứ sáu, Hạn kim lâu Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1 3 6 8 thị kim lâu, tức tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, nữ mạng là 33 tuổi, phạm hạn tuổi kim lâu, kim lâu tử. Để kích hoạt mở cung tài lộc, trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, kết sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ bảy, hạn hoang ốc. Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng làm ăn khó phát sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau, các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát và ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán ra bại sản. Nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó, đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2021, tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 nữ mạng là 33 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc. Thứ 8, vận niên năm 2021. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 nữ mạng trong năm 2021 gặp vận niên xà hãm tình xà hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng năm nay bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn đi xe phải chú ý cẩn thận không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình nếu bản mệnh biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ dục tốc bất đạt Công việc kinh doanh làm ăn trong năm này, bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi. Ngoài ra, trong năm này bản mệnh kiêng đi xa, công danh không có gì mới, trong năm này bản mệnh nên làm theo hướng cũ. Nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác, tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy bạch dương nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau